Chương 1, Tẩy huyết khinh tâm, nghe chọn bộ tại mê audio com Đùng đoàng, tiếng sấm vang liên hồi trong đêm khuya mịt mù che giấu đi những tiếng thét chói tai và tiếng xé gió của những viên đạn lạnh lẽo. Tại một ngôi biệt thự trên đỉnh núi, một mùi tinh nồng bốc lên. Xét xé ngang trời soi rõ những thi thể chất dài trên nền đá hoa cương dòng máu loang lổ vẫn màu đỏ tươi như những ly rượu vang hoảng hạng làm bao người ngây ngất chứng tỏ những người này mới chết chưa đầy một khắc 15 phút mà rõ ràng nơi đây có hơn 500 người. Hiệu suất 5 người 9 giây cũng thật cao đi tương đương tương đương theo dòng thi thể nằm la liệt kéo dài lên tới sân thượng của ngôi biệt thự. Ánh sáng chói lòa của tia chớp trong tích tắc làm hiện rõ hai thân ảnh một đứng một ngồi trong đêm tối một thân áo trắng đã nhuộm đỏ bằng máu, hàn tử kỳ sải bước tới chỗ nam nhân đối diện một người đang không ngừng ho khan ra máu làm nhiễm hồng nền đá trắng bạch màu trăng. Khuôn mặt cô lạnh băng nhìn tên phản bội mà 72 tiếng trước cô còn cùng hắn ân yếm yêu đương. Hắn chính là minh chứng sống nhắc nhỏ cô về cái việc làm khờ dại và ích kỷ của mình, nhắc cô cái chết trong đau đớn tột cùng của gia đình cô là do cô tiếp tay cho hắn thực hiện nhắc cô những việc mù quáng mà cô đắt nghe và làm theo hắn nhắc cô việc mù quáng trong tình yêu sẽ thảm hại ra sao à mà phải nói là yêu đơn phương hắn kỳ thực trong tâm ganh ghét cô còn không kịp nữa mà ngươi còn điều gì cần nói không an nghĩa minh cô cúi xuống dí sát mặt hắn với cô hơi thở lạnh băng tỏa ra từ người cô khiến an nghĩa minh không thể không run sợ một phen Đôi mắt của cô, một màu đen lấp lánh đầy tham vọng, giờ đã biến thành một màu tử huyết dị sắc khiến ai nhìn cũng phải đứng hình chột dạ. Cô cô đã làm gì? Hơn 500 người mà tôi thuê trong Hắc đạo là cô giết thật sự. An Nghĩa Minh kinh hãi nhìn người trước mắt, quen với cô hắn biết cô buôn bán ngầm nhiều năm với của Hắc đạo lẫn Bạch đạo, thân thủ cũng từng được rèn luyện có thể đối phó với một tên đàn ông bình thường cũng từng thuê kẻ giết thuê những kỳ đà cản mũi cô. Nhưng, đây là 500 cao thủ trong hắc đạo có thể lấy một địch mười. a à, là ta, dù sao ta cũng đã tiết kiệm cho ngươi mấy triệu tỷ lận, ngươi còn không cảm ơn sao? Đau lòng thật đó, tương đương tương đương tương đương, đột nhiên từ kỳ cô thay đổi sắc mặt làm nũng với hắn như trước kia làm an nghĩa minh hít thở không thông phần vì xương mặt của hắn đã bị bàn tay trắng nõn vương chút máu tươi kia bóp đau đến vặn vẹo phần vì bộ dáng hiện tại của cô thật sự mị hoặc đến mê người tuy rằng bộ dạng của cô kỳ thực cũng không phải khuynh quốc khuynh thành chỉ đến mức ưa nhìn thế nhưng những cơn đau buốt từ xương truyền đến thần kinh đã làm kéo lý trí của hắn tỉnh lại nhanh như chớp an nghĩa minh cảm thấy tay chân vô lực ngã quỵ xuống sàn toàn thân nóng bừng bừng, có cảm giác như từng tấc thịt từng tế bào của hắn đang bị trương hai. Linh, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Linh tương đương quyển một lúc đó, hắn cho cô vào tầng hầm bị bỏ hoang trong biệt thự. Cô đã ngộ ra tiền không phải là tất cả đanh vọng tiền tài khiến bao người mơ ước tranh giành thậm chí chém giết lẫn nhau kỳ thực cũng chẳng có nghĩa lý gì trước đó, cô chỉ biết nghĩ đến danh vọng đến cuộc sống vương giả và hạnh phúc với mối tình của cô và hắn hoàn toàn u mê không chịu tình thế rồi cái tình yêu mà cô tin tưởng đã lộ ra chân tướng mà phản bội cô khi mù quáng con người có thể làm đủ thứ điều điên rồ như chính cô đã tự tay đẩy gia đình mình vào chỗ chết ngồi trong tầng hầm đá cô chỉ có một niệm ý duy nhất khiến an nghĩa minh hắn chịu thống khổ gấp trăm ngàn lần sự đau đớn mà hắn đã khiến người nhà cô phải chịu Tay phải đấm mạnh vào bức tường đá đã có chút rêu bên cạnh từng giọt máu chảy xuống nhưng cô không hề thấy đau đớn vì việc đó sự thật mà cô trông thấy vừa rồi còn khiến cô đau hơn cả ngàn lần nước mắt không tự chủ mà ứa ra như những giọt pha lê lung linh bởi ánh trăng nhỏ chiếu vào rồi như vô ý rơi xuống vũng máu nhỏ hòa quyện vào nhau phát ra ánh sáng khá bắt mắt hát lên khuôn mặt đau buồn của cô ánh sáng đó đã vực tâm trí cô dậy, huyền mâu, mắt đen, chăm chú nhìn vũng máu đó đương thu nhỏ lại rồi bất thình lình bắn lên bức tường. Càng kỳ lạ hơn là những giọt máu đó sắp xếp tạo thành những ký tự mary là ký tự trong quyển sách mà cô cùng cha đã dòng dã hai năm trời biên dịch lại và cũng là ký tự cổ đầu tiên và duy nhất mà cô tìm được. Cái tựa đề của cuốn sách đó cũng rất kỳ lạ linh tương đương quyển một ký tự library không hề giống bất cứ một ngôn ngữ nào trên thế giới thậm chí còn có thể coi nó uyên thâm hơn tất cả mọi ngôn ngữ đó vì nếu như biết hết tất cả các ký tự và thấu hiểu hết các quy tắc liên kết thì tuyệt đối có thể đọc hiểu câu trong vòng một stg nhưng cái quan trọng là các quy tắc muốn hiểu thì tuyệt đối không phải bình thường lúc cô tìm được quyển sách đó đã vô cùng hứng khởi mà cùng cha biên dịch lại cuốn sách đó không thiếu một câu Kỳ thực lão cha của Tử Kỳ mới có dịch được bìa quyển sách và một vài chữ ở trang đầu còn Tử Kỳ chính là nhìn văn tự thì ngôn ngữ tuôn trào ra. Hai cha con cùng nhau ghi chép lại rồi tổng hợp ra bảng chữ cái Limey và hai người cùng được nhận giải thưởng cống hiến thế giới về lịch sử và được vị tổng thống thứ 16 của Miran quốc gia nơi. Giải thưởng này xuất hiện đầu tiên đích thân trao thưởng nếu không thì một người ngay cả thứ tiếng dễ học nhất thế giới cũng phải chật vật như tử kỳ sau có thể nhớ được bảng library và các quy tắc siêu cấp khủng đó trừ mũ mũ a à, hình như lạc đề rồi sigma thôi tiếp vụ lệ xuất huyết thùi mũ mũ trong cuốn sách đó có nói đến những điều rất kỳ bí như một thế giới huyền huyễn chính vì nội dung của nó quá mức khó tin nên tử kỳ và cha không hề nói đến nội dung của cuốn sách nó nói cái gì linh cái gì ma thú cái gì mà tấn cấp. Trong đó một đoạn thơ mà cô cảm thấy rất khó hiểu tối luyện đạt thần chi huyết lệ nguyệt quang minh đại tụ huyết cầu hồng trắng quyện hòa thành văn tự tự viễn mộng cảnh chi chứ danh tu luyện tối cao. Để trở thành thần là nước mắt và máu, ánh sáng trăng tròn soi dọi tụ quả cầu máu, màu đỏ máu cùng màu trắng của nước mắt hòa cung nhau hiện thành chữ, chữ nói lên giấc mộng chứ danh ý là nói cách tu luyện trở nên cường đại. Ừm, hình như cái hiện tượng cô gặp hôm nay đúng đủ chuẩn theo cái nói trên nhỉ. Nhìn lại huyết tự trên tường đá viết có hai cách trở lên cường đại. Cách thứ nhất thì cần luyện từ từ, sức mạnh sẽ dần tăng lên và có thể kéo dài tuổi thọ. Loại, cái cô thiếu nhất hiện chương 3, ảo mộng, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, một nơi nào đó cao 1000 mét so với mực nước biển. Tiểu thư, ngài kêu tôi làm vậy là có ý gì? Lý Vân Lan nhìn đống giấy tờ trước mắt mà sững sờ không thôi. Rốt cuộc là trong ba hôm nay đã xảy ra cái sự tình gì mà khi cô mới đến biệt thự thì đã thấy không xa là ba chiếc quan tài có lão gia, phu nhân và nhị tiểu thư, không chỉ vậy, sàn nhà bằng đá hoa cương ở khắp khu vực biệt thự bị chuyển hết thành màu đen, máu khi khô sẽ có màu đen hơi ánh đỏ, lại còn có chút mùi tanh tanh vương vẩn quanh biệt thự nữa chứ. Thư ký Lý, như cô thấy cha mẹ và em gái tôi đã khuất. Nay tôi tuyên bố đóng cửa công ty đem lên sàn bán đấu giá. Số tiền thu được sẽ trích ra 10% bồi thường hợp đồng cho công nhân kỹ sư nhân viên, 90% còn lại thì chia đều làm 9 phần hai phần tặng cho cô nhi viện sao băng bảy phần còn lại thì chuyển nhượng cho mặc viễn hai phần và y nhan hai phần còn lại thì không để hàn tử kỳ nói tiếp lý vân lan đánh gãy lời cô với giọng điệu cực kỳ không thoải mái hàn tử kỳ rốt cuộc em muốn làm gì nói cho rõ ràng dù sao chị cũng là một thành viên trong gia đình, chị có quyền biết rõ chuyện gì xảy ra với nghĩa phụ, nghĩa mẫu và liên muội Lý Vân Lan, vốn là Hàn Vân Lan, được ba mẹ cô thu về từ sau vụ bắt cóc cô. Năm nay đã gần 30 nhưng nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt, không biết còn tưởng là mới 20. Khuôn mặt trái xoan sắc sảo, sống mũi cao, mắt phượng trong veo rất câu hồn, tuyệt đối là đại đại mỹ nhân nếu không phải cuộc sống đã khiến lòng người mông muội thì chắc cô với cô ấy vẫn có thể là chị em tốt. Mà giờ đây, khuôn mặt đã lạnh băng vô cùng nghiêm nghị tỏa ra khí thế vương giả không khỏi khiến người ta thành thật phục tùng. Xoay người đi ra chỗ cửa kính lớn, tử kỳ mắt hướng về nơi xa xôi quay lưng lại với Lý Vân Lan khẽ cười diễu, Hàn Vân Lan, à không phải là Lý Vân Lan mới phải. Chị sống sung túc như vậy, hạnh phúc bên gia đình thật sự của mình như vậy còn chưa đủ sao? Nếu chị còn muốn nữa không bằng tôi đưa hết tài sản của Hàn gia này cho chị vậy chị hài lòng rồi chứ tử kỳ em. Lý Vân Lan muốn nói nhưng cứ nghẹn ở cổ chẳng thể thốt lên lời. Cuối cùng cô thở dài bước ra ngoài, trước khi khép cửa còn ngoái lại nói em muốn nghĩ sao cũng được nhưng chị không cần cái tài sản của Hàn gia nếu em cứ cố chấp không nói thì chẳng sao cả đống giấy tờ này chị sẽ sắp xếp lại và làm theo ý em muốn nghe tiếng cánh cửa đóng lại hàn tử kỳ khẽ bước chân đi về giá sách mà nước mắt đã chảy tự lúc nào không hay cô chỉ còn chút thời gian thôi nhất định phải trả hết ân tình mà những người đó đã dành cho cô đặc biệt là chị ấy cộc một quyển sách bất ngờ rơi xuống đầu cô lật mặt bìa cuốn sách lên cô chợt cảm thấy nếu không có lớn lên thì thật tốt cái quyển sách rơi xuống đầu cô chẳng phải là cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô và hai người kia, đã được cô viết sau khi đã dịch xong bảng chữ cái library sao? Trong đó tất cả mọi ký tự cô đều dùng tiếng library nên chỉ có vài người đọc được, à, đương nhiên không ngoại trừ ba tác giả nghiệp dư tạo ra nó rồi. Nếu không có lớn lên, chắc ý nghĩ của con người sẽ không phức tạp tới vậy, sẽ không trở lên ích kỷ và mờ mắt trước những gen dối của cuộc đời nếu không lớn lên thì ba người bọn cô sẽ mãi mãi giữ vững tình chị em đẹp đẽ trong sáng và vài phần ngốc nghếch đó chỉ tiếc mộng mơ mãi cũng chỉ là mộng mơ thôi như cái tên của nó vậy tách a à, còn cái này cần em tử tử kỳ đừng qua đây thư phòng hoàn toàn tĩnh lặng như chưa từng có ai ở đây Báo YYYY ngày 14 tháng 4 năm 22 XX, CEO, Chủ tịch Tập đoàn của NTIC gạch dưới Hàn Tử Kỳ và cô thư ký cấp cao gạch dưới Lý Vân Lan đã mất. Tích một cách bí ẩn trong suốt tuần nay. Theo tin tức được biết thì tại nơi cuối cùng có người nhìn thấy họ là biệt thự của Hàn gia. Khi phóng viên đến nơi đã bắt gặp cảnh tượng rất kỳ lạ có ba quan tài được đặt để khâm niệm trước khi chết ở đây, sau xác nhận được người trong đó là Hàn Duy Long, Phỉ Liên Kỳ, Phi Liên Cơ và Hàn Tử Liên, lần lượt là ba mẹ và em gái của Hàn Tử Kỳ. Cảnh tượng trong biệt thự vô cùng u ám và được xác định là đã xảy ra một cuộc chiến đẫm máu ở đó vì sàn đá của biệt thự hoàn toàn biến thành màu đen và có phản ứng với chất thử rất cao. Hiện nay, cảnh sát đang cật lực điều tra vụ việc bí ẩn này. Tập đoàn NTIC hiện nay đang lâm vào tình trạng suy sụp, cổ phiếu xuống giá không ngừng. Chương 4. Mèo, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com A, à, chói mắt thật ừm, có gì đó nhột nhột ướt át ở má nha, u ừm, thật khó mở mắt quá đi, sau một hồi vật lộn, cuối cùng Tử Kỳ cũng đã nhìn rõ thứ đang đối diện với cô và không ngừng ừm, liếm má cô. Này sao không có ai nói với cô trên đời cũng có con mèo to vậy a à, gấp hai lần con người, mặc cái tai của nó cứ giống như bị gặm nhấm giống Doraemon vậy. Giống tai gấu, ai, chỗ này cũng không có lạnh lắm sao lông con mèo này lại dài, rậm như vậy, lông dài, rậm ở vị trí đầu, sát cổ uy, cái đuôi vàng vàng này cũng thật lạ nha, giống của ngựa vằn yêu sao cái móng vuốt ngươi lộ ra làm chi vậy, nó vốn không biết cho vào, ấy, còn có tiếng kêu cũng rất lạ nha, Grau. Chắc mọi người cũng biết là con gì rồi nhỉ mũ mũ. Vâng chính xác là con sư tử hay trong từ điển của ai đó đó gọi là đại miêu tương đương tương đương tất nhiên với người không hề biết là sư tử mà chỉ nghĩ nó là mèo thì đương nhiên sẽ có hành động. Tử kỳ không ngừng vuốt ve lông con, mèo. Thế nhưng, đột nhiên cô nhận ra hihi nhận ra con mèo là con sư tử, M a chính là tay cô lúc này rất nhỏ. Nhỏ chỉ tương đương với cánh tay trẻ con, lại còn có đột nhiên, một thanh âm nam tính trầm thấp mang theo uy áp khiến người nghe âm thầm giật mình vang lên. Tiểu nữ oa đó tỉnh, a, à, điều này cũng không có gì. Quan trọng là khi cô nhìn về phía phát ra thanh âm đó thì nhận ra đó là một con mèo chính xác là một đại 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 miêu. Quan trọng hơn nữa, cái thứ ngôn ngữ người này dùng cô chưa hề biết đến nhưng lại hiểu nghĩa. Diễn biến tiếp theo của sự việc còn đủ ly kỳ hơn. Con mèo mà cô đang vuốt ve, nhuận lông cho nó cư nhiên lại cất tiếng nói mà lại cũng dùng ngôn ngữ kia phụ thân đã tỉnh mà tỷ tỉ tỷ này cũng thực đáng yêu nha tương đương nhuận lông rất thoải mái a à, tương đương nghe hay miêu ngươi cho ta chuyện một hồi tử kỳ đã xác định được một số việc một hình như thân thể cô đang ở là thân thể của một tiểu nữ oa mới sinh không lâu hay chỗ này là thiên hỏa sư tộc ừm hình như nghe qua cái tộc này ở đâu rồi nha còn đây là cái vũ khương đại lục cái này cũng từng nghe qua rồi nha Ba, mẫu thân đại nhân của cô đã hy sinh trong cuộc chiến thần ma cách đây khoảng vài trăm năm, trước khi đi vào cuộc chiến. Nàng đã sinh hạ cô và nhờ thiên hỏa sư tộc giúp săn sóc bảo vệ cô hình như mẫu thân đại nhân của cô có giao tình khá thân với thiên hỏa sư tộc A. 4. Thiên giới đã sắp khôi phục lại tình trạng ban đầu à ngoại trừ mấy cái vị thần cường đại đã tử chiến trong cuộc chiến thần ma thảm khốc chắc cái thiên giới này cũng giống như thiên đường hay nơi trên cao có ngọc hoàng đại đế cai quản nhỉ. Năm, cô đã sắp bước sang tuổi rèn luyện nên cần mang đi vận động, không thể ngốc trong phòng suốt như trước, ừm mà cái đoạn kia. Mẫu thân của cô sinh hạ cô rồi đi tử chiến đã là khoảng vài trăm năm. Tức là thân thể này đã mấy trăm tuổi. Hai, vẫn là coi xem sống tiếp theo cách nào đi sau một hồi cố gắng nhớ lại những việc đã xảy ra trước khi cô ở đây thì có thể đoán đại khái là lúc cô khóc cầm cuốn tiểu thuyết kia đã thấm cài giọt nước mắt vào đó, ừm hình như lúc đó có một ánh. Sáng chói mắt mang theo độ nóng kinh hoàng xông thẳng vào người cô. Đúng lúc ấy Vân Lan thì đột nhiên xông vào nắm lấy tay cô đang bốc từng đoàn khói nhỏ vì thân thể đang phải chịu độ nóng tột cùng kia tác dụng vào người. Sau đó, sau đó, ai, không thể nhớ nổi nếu như theo những điều cô biết hiện nay thì có thể là cô đã trọng sinh vào một thân thể khác ở một thế giới khác có tính huyền huyễn cực cao chờ chút ảo mộng linh tương đương quyển một trong đó chẳng phải có cái thiên hỏa sư tộc còn có cái vũ khương đại lục sao thiên hỏa sư tộc tộc sư tử hệ hỏa sư tử của trời cao là thú tộc thượng cổ có tuổi thọ cực cao có thiên phú biến thái khiến bao người đỏ mát có bí pháp khẩu quyết vũ kỹ thiên giai có khiên không gian do đích thân di thần luyện chế yện là tộc mạnh mẽ nhất trong các tộc thú hệ hỏa và có thể coi là đứng đầu hỏa hệ của Vũ Khương Đại Lục cũng không sai mang huyết mạch thượng cổ của hỏa sư, trong tộc phàm là người bình thường thì ít nhất cũng có thể chất hỏa linh trung thiên phẩm chất sao, là nhân tài thì cũng đến hỏa linh thượng thiên phẩm chất hoặc hỏa linh tiên thiên phẩm chất. Gần đạt đến hỏa linh tinh thuần, và đương nhiên thiên tài chính là hỏa linh tinh thuần nếu là người có thiên phú kém nhất trong tộc đi chăng nữa thì cũng có thể chất hỏa linh hạ thiên phẩm chất so với những cao tộc khác không mang huyết mạch thượng cổ tuyệt đối vẫn đủ tư cách làm. Một nhân tài, sau đây là các phân chia cấp bậc của người có thân thể mang theo khả năng cảm ứng linh khí trời sinh, thường thì chỉ có một hệ sao sao, vì đi như ở thiên hỏa sư là hệ hòa. Những người 100% có thể tu luyện linh khí. Phân chia từ thấp tới cao là cộng linh hạ phẩm, cộng linh trung phẩm, cộng linh thượng phẩm, cộng linh tiên phẩm, cộng linh hạ thiên phẩm chất, cộng linh trung thiên phẩm chất, cộng linh thượng thiên phẩm chất, cộng linh tiên thiên phẩm chất, cộng linh tinh thuần thân thể có cấp. Bậc càng cao thì càng dễ dàng tu luyện đạt cảnh giới cao hơn. Sao sao hệ linh khí, gồm 15 hệ cả thầy, phẩm cấp được phân chia là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tiên phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm. Cộng 5 nguyên hệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Kim loại, cây cối, nước, lửa, đất dễ tu luyện nhất cộng 5 biến hệ. Phong, Lôi, Quang, Băng, Ám, gió, sấm sét, ánh sáng, băng, bóng tối khá khó tu luyện cộng 5 cực hệ. Thời, Không, Âm, Huyễn, Tâm, Thời gian, Không gian, Âm thanh, Ảo ảnh, Tinh thần rất khó để tu luyện, các loại hệ cũng có khả năng xuất hiện không giống nhau. Nhìn khắp tất cả những người có thể tu luyện linh khí thì 80% là nguyên hệ, 19% là biến hệ và 1% là cực hệ. Sao 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 thiên phú gạch dưới là thứ quyết định khả năng tu luyện của tu chân giả, những người tu luyện linh khí phân chia thành hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, tiên cấp, cực cấp, tuyệt cấp. Còn có không cấp không có khả năng tu luyện sao 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 hệ linh khí và thiên phú được quyết định bởi 75% huyết mạch thể chất và 25% linh hồn. Vì đi, cộng thiên phú, huyết mạch có thiên phú thượng cấp thì dù linh hồn có phẩm cấp tệ hại đến hạ cấp hoặc thấp hơn thì cũng vẫn được coi là thiên phú trung cấp. Huyết mạch có thiên phú hạ cấp thì linh hồn ít nhất cũng phải có thiên phú tiên cấp mới được tính là thiên phú trung cấp huyết mạch không cấp không có khả năng tu luyện thì linh hồn cũng phải có thiên phú cực cấp mới được coi là thiên phú trung cấp cộng hệ linh khí huyết mạch và linh hồn cùng hệ huyết mạch là thượng phẩm hệ thì dù linh hồn có là hạ phẩm hệ hay không thể cảm nhận được linh khí thì vẫn được coi có trung phẩm hệ huyết mạch là hạ phẩm hệ thì linh hồn ít nhất cũng phải là tiên phẩm hệ mới được coi là trung phẩm hệ huyết mạch không thể cảm nhận được linh khí không có phẩm cấp thì linh hồn cũng phải là cực phẩm hệ mới được coi là trung phẩm hệ. Huyết mạch và linh hồn khác hệ. Hai hay nhiều hệ sẽ tiến hành va chạm triệt tiêu nhau cho đến khi còn một hệ hoặc vài hệ hệ có phẩm cấp cao thì sẽ có khả năng chống đỡ đến cuối cùng cao hơn so với phẩm cấp thường thường tỷ như trung phẩm những hệ cuối cùng có phẩm cấp như thế nào là hệ gì thì sẽ có hệ đó phẩm cấp đó nói tới đây chắc ai cũng hiểu cái huyết mạch thể chất nó quan trọng cỡ nào rồi tương đương với những người có thiên phú cường đại thường sẽ có con cháu chắt chút chít có thiên phú cao vì huyết mạch thể chất khi bị pha tạp bởi hai huyết mạch nói cách khác chính là của cha và của mẹ thì sẽ có chút phai nhạt so với huyết mạch có thiên phú cao nếu cái huyết mạch kia lại là huyết mạch có thiên phú thấp đương nhiên cái phần linh hồn có thiên phú cao thì chọn trong một triệu người mới có nổi một người